Chào mừng các bạn đã quay trở lại với học lập trình web PHP và hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL. Trong bài học hôm trước thì chúng ta đã tìm hiểu đến một kiểu dữ liệu rất là hay trong PHP, thì đấy là kiểu dữ liệu mạng. Thì với kiểu dữ liệu mạng thì kiểu dữ liệu chúng ta được bố trí một cách rất là thông minh và có cấu trúc. Và tất nhiên mạng là một cái cấu trúc dữ liệu có tầm quan trọng rất là lớn trong việc lưu trữ và xử lý dữ liệu trong ứng dụng của chúng ta. Thì khi chúng ta đã có một cái dữ liệu được cấu trúc tốt rồi, nhưng mà để làm việc với từng phân tử thì chúng ta cần phải thực hiện cái phép duyệt. Thì trong bài hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu cái phép duyệt mạng trong PHP. Thì duyệt mạng là gì? Đấy là cái phương pháp mà chúng ta có thể ghé thăm từng phân tử của mạng. Thì phép duyệt giúp chúng ta có thể tác động và xử lý đến từng phân tử, và thì cái phép duyệt giúp chúng ta tác động và xử lý các yêu cầu liên quan trực tiếp đến các phân tử của mạng, như xuất dữ liệu hoặc là tính toán. Thì trong PHP thì cấu trúc được dùng để duyệt mạng là chính là cái vòng lặp FOIL. Thì với mỗi cái bước duyệt hoặc là mỗi cái vòng lặp thì chúng ta phải ghé thăm mỗi phân tử của mạng. Thì với key value là những thông tin của mỗi phân tử mạng được cung cấp trong cái vòng lặp. Đây chính là cái cấu trúc dùng để duyệt mạng của chúng ta với FOIL. Thì cái tham số đầu tiên là chính là cái memorize, tiếp theo là một cái từ khóa S và một cái bộ đôi key và value. Thì với đây là key là cái phân tử đang được duyệt, ký của phân tử đang được duyệt, và value là cái giá trị của phân tử đang được duyệt. Và dưới này là những cái xử lý tác động đến các phân tử của mạng. Thì có thể chúng ta thực hiện công việc tính toán cộng trừ nhân chia gì đấy, hoặc là xuất dữ liệu chẳng hạn. Rồi thì các bạn cần chú ý ở đây là key value này là hai cái bộ đôi và nằm trong cấu trúc của mạng. Thì với hai cái biến này thì có biến tượng trưng mà thôi. Tên biến thì chúng ta có thể thay đổi, ví dụ ở đây có thể là đô la K hoặc là đô la V, chứ không nhất thiết phải lúc nào cũng là key hoặc là value như nào. Và trong một cái biến không cần sử dụng đến key ấy, thì không cần cái tham số key này trong cái cấu trúc của lập phách như nào. Thì để làm việc với duyệt mạng thì có duyệt mạng một chiều, duyệt mạng đa chiều, nhưng trước tiên thì chúng ta cùng đi vào thực hành để tìm hiểu vòng lặp FOIL này trước. Để làm việc với cái vòng lặp FOIL thì tôi đã tạo một cái file FOIL array.php trong PHP Basic. Như nào? Và để phục vụ cho quá trình duyệt mạng thì tôi sẽ đi vào cái bài học hôm trước và copy một cái mạng chúng ta đã xây dựng. Mạng của tôi là cái mạng cos FOIL. Cos as p value, đúng không? Tôi đã thực hiện cái thao tác là echo nó ra, echo key gạch ngang values. Và mỗi phân tử của mạng thì tôi sẽ thực hiện một cái ký tự xuống dòng để dễ cho chúng ta sẽ quan sát. Chúng ta cùng ra ngoài và chạy cái ứng dụng này. Chúng ta vào listen, vào PHP Basic, vào voice array. Đấy, thì như chúng ta đã thấy trên màn hình, đây chính là cái mạng của chúng ta. Có ký bằng 0 là front, nó ký bằng 1 là PHP MySQL. Thì đây là cái mạng có ký mặc định. Đấy nhá. Tiếp theo chúng ta sẽ xuất một cái mạng có key xác định. Ở phần này tôi sẽ comment lại. Voice gì? Cái mạng student s k v. Thực hiện thao tác tương tự như trên. K V như nào? Và mỗi phân tử này tôi sẽ cho nó xuống hàng. Ok, chúng ta chạy. Đấy, như chúng ta đã thấy thì chúng ta đã xuất được cái mảng student lên. Và đây là cái key và sau này là cái value. Đúng như nào? Thì vừa rồi chúng ta đã thực hiện hai thao tác duyệt mảng rất đơn giản đối với cái mạng một chiều.
Và trên thực tế thì khi chúng ta duyệt thì không thể là duyệt trên PHP này mãi được, và chúng ta cần phải thực hiện vấn đề duyệt và nhúng cái giá trị vào cái tài liệu HTML để xuất ra cho người dùng. Và sau đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách duyệt mảng và xuất dữ liệu nhúng trên tài liệu HTML. Ở đây tôi đã tạo một cái cấu trúc giao diện hiển thị nhân sự sinh viên. Đây, chúng ta cùng đi vào xem. Vào app course, vào đây. Đây là một cái giao diện là tôi đã tạo ra để xuất một cái mảng sinh viên. Đây. Và cái mảng sinh viên này hiện tại thì tôi đã tạo ở trong cái mảng sẵn rồi. Phía dưới thì tôi đã tạo cái phần HTML. Đấy chưa nào? Các bạn hãy nhớ một nguyên tắc như thế này. Để xuất dữ liệu ra phía người dùng thì đầu tiên chúng ta cần phải tạo giao diện để đổ dữ liệu cái đã. Đấy chưa nào? Còn khi đã có dữ liệu và có cái cấu trúc HTML để đổ dữ liệu rồi thì rất đơn giản thôi, chúng ta thực hiện cái vòng lặp và cứ thế nhúng cái PHP vào cái tài liệu HTML đấy thì chúng ta sẽ có được kết quả. Ví dụ ở đây thì muốn hiển thị ra cho tất cả học viên, đầu tiên chúng ta phải tạo giao diện trước, đúng không nào? Giao diện chúng ta là gì? Là một cái bảng. Đấy, tên này là cái phần text, dưới này là t body, gồm có 3 tr. Đấy, mỗi tr sẽ có 3 cột. Cột đầu tiên là số tử, thứ hai là mạng sinh viên, thứ ba là cái tên. Và sau khi có những cái tr như này rồi thì cái vấn đề lập của chúng ta ấy, vấn đề để xuất dữ liệu ra thì chúng ta sẽ chạy vòng lập trên từng cái tr này và đổ dữ liệu lên đây thôi. Ví dụ trong vòng lặp thứ nhất chúng ta đổ số 1 vào đây để đổ mã sinh viên của cái ông đầu tiên vào đây, đổ tên vào đây, và tiếp theo từng cái vòng lặp tiếp theo chúng ta sẽ đi đổ từng cái dòng tiếp theo, đúng không nào? Và chúng ta cùng đi vào vấn đề thực hành. Chúng ta có cái mảng student, copy mảng student. Đây là cái vùng để xuất dữ liệu, đúng không? Và cái dòng mẫu của chúng ta là gì? Chúng ta chỉ cần một dòng để lặp thôi, không cần phải nhiều dòng. Void student is k đô la v, đúng không? Ở đây có thể là mình cắt ra một tí cho nó thoáng mát. Và dưới này chúng ta sẽ động qua khá lại như là đấy. Bạn phải hiểu là không, giờ cái làm vòng lặp void của chúng ta này thì nó sẽ lặp và nó sẽ bao quanh một cái đoạn HTML mẫu này. Giờ chúng ta chạy thì nó sẽ in ra ba cái ong có cùng tên. Đấy, Phạm Văn Cương luôn. Đấy, đúng không? Vì sao? Vì ở đây chúng ta chưa có đổ dữ liệu của mảng này vào, mà chúng ta chỉ có chạy vòng lặp thôi. Đó. Đấy, thì giờ để đổ dữ liệu vào thì chúng ta cần phải đổ cái gì? Đây là key. Đơn giản. Chúng ta thực hiện cái xuất dữ liệu echo thôi. Key. Rồi, sau này là cái gì? Đây là tên, đúng không? Tên. Tên đô la V. Đấy, chúng ta đã xem kết quả nhá. Đấy, như chúng ta thấy nó đã xuất được key và value ok rồi, đúng không? Đấy, rất đơn giản. Thì những cái thằng này là những cái thằng có sẵn trong cái bảng chúng ta xuất ra rồi. Còn giờ cái thằng 1, 2, 3 như thế này thì làm sao sẽ ra được. Đấy. Cái này rất đơn giản thôi. Đầu tiên chúng ta sẽ cho một cái biến count chẳng hạn. Đầu tiên chúng ta cho biến cao bằng 0. Cao bằng 0. Và cứ mỗi lần lặp thì cao này nó sẽ tự động cộng lên 1. Đấy, cộng cộng. Đầu tiên là không, khi lặp vòng thứ nhất một cái thì nó sẽ tăng lên 1. Tăng lên 1 xong cái thì chúng ta sẽ làm công việc gì? Echo cao, đúng không? Có nghĩa là cái 1 ra. Cái 1 ra thì nó sẽ xuất ra cái key của ông đầu tiên, cái khóa, cái giá trị của ông đầu tiên xong cái thì nó lại chạy tiếp lên cái thì nó sẽ còn cao lên,
nó bắt đầu bằng 2, 2 nó in ra 2 và sẽ xuất cái ống thứ 2 ra. Và cứ như thế, rồi chúng ta sẽ ra bên ngoài và xem kết quả. Đấy, như chúng ta đã thấy thì chúng ta đã có 1, 2, 3 là cái số tự tử. Và những thông tin còn lại chúng ta đã lấy từ mạng ra rồi. Rồi giờ ví dụ chúng ta tạo thêm một ống nữa đi. 16 18 này. Trần Thị Hằng. Xem nha. Đấy. Thì bây giờ nó đã cho chúng ta thêm một dòng nữa. Đây, đây là cái thông tin của bạn Trần Thị Hằng. Có số tự là 4, đây là mã sinh viên và đây là tên. Đấy. Thì đây là cái ứng dụng đó là hay để xuất cái dữ liệu mạng ra phía người dùng. Và các bạn nên nhớ rằng sau này chúng ta làm việc về web tin tức hoặc là web sản phẩm thì nó cũng tương tự thôi, không có vấn đề gì khác cả. Thế nào? Và đây là một cái thao tác đơn giản để chúng ta duyệt cái mạng một chiều. Và tiếp theo chúng ta cùng đi tìm hiểu đến cái mạng duyệt cái mạng đa chiều. Duyệt mạng đa chiều trong PHP thì chúng ta cũng thực hiện cái duyệt mạng đa chiều được phép duyệt để thăm và xử lý các phân tử của mạng đa chiều, đúng không? Và sử dụng cấu trúc for each lồng nhau để duyệt mạng có chiều lớn hơn 2. Đấy, ví dụ chúng ta sẽ duyệt mạng code để hiển thị các thông tin khóa học tại học web 23. Rồi. Chúng ta sẽ copy cái mạng này và ra bên ngoài chúng ta sẽ thực hành. Tôi sẽ paste cái mảng này vào đây. Như nào? Tôi giới thiệu lại cái mảng này là gồm có hai phân tử. Phân tử thứ nhất là cái khóa học Frontend, phân tử thứ hai là cái khóa học PHP MySQL. Và trong mỗi phân tử thì nó lại có cái thông tin. Đấy, không có thông tin. Thứ nhất là cái thông tin về tiếng khóa học, thứ hai là học phí. Và đây cũng có hai phân tử đúng không? Đấy, hai phân tử con. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện cái công việc duyệt cái mảng để xuất ra cái thông tin hai khóa học này. Tham số đầu tiên là gì? Cos S K và sau này là V. Rồi. Duyệt mảng đa chiều thì các bạn cần phải thấy cô K ra. Đó là K. Và đồ là V. Nha, chúng ta thử nhá. Đây cấu trúc như lúc này này. Một chiều chúng ta đang làm bằng cách này thì chờ hai chiều xem thử con áp dụng được không. Chúng ta sẽ quay lại phần lesson vào right. Đấy. Cái phần dưới này thì tôi sẽ comment lại. Đấy, cái phần dưới này thì nó sẽ báo một cảnh báo là cái array to string conversion là một cái lỗi. Yeah. Thì đây là cái array. Đây là cái key của mảng này. Các bạn để ý ở đây là giờ cái thằng V thì nó không phải là một cái giá trị trực tiếp nữa mà đó là một cái mảng. Đấy, nó là cái mảng. Thì một cái mảng nó mới xuất trên này thì nó cứ hiểu đây là một cái chuỗi. Vì vậy nên chúng ta đề xuất cái mạng này ra. Chúng ta thực hiện cái phong lập cái cấu trúc printr đô la V. Cho thằng này br xuống nha. Dễ nhìn printr. Và để nhỏ ra hơn thì tôi cho thằng print vào đây. Chạy nha. Chưa? Như các bạn thấy đầu tiên là cái friend này. Đây là cái mảng con của nó. PHP. Đây cũng là cái mảng con của nó. Thấy chưa? Đây là vòng lặp đầu tiên, đây là vòng lặp thứ hai. Đây. Đây là mình mới in mảng thôi mình chưa xuất. Bây giờ mình muốn xuất ra hai cái thằng này. Thì chúng ta cần phải làm thế nào? Ví dụ tôi muốn là cái tên xong rồi phía dưới là gạch ngang khoa học lập trình
brand online. Tiếp theo một cái đăng dưới nữa là một cái học phí của nó. Đây, chúng ta cùng thử nhé. Giờ thằng này là một cái mảng rồi, giờ thằng này là một cái mảng mỗi lần chạy này, đấy là key và nó sẽ mang theo một cái mảng này, thấy chưa? Thì giờ chúng ta đề xuất hai cái dữ liệu nằm trong cái mảng này thì chúng ta cần phải truy xuất vào từng phần tử của mảng đúng không? Đấy, giờ cái vế này là nó sẽ đại diện cho thằng này. Giờ muốn truy xuất vào cái title này thì chúng ta cần phải thực hiện phương pháp truy xuất vào cái key này. Đấy. Echo. Echo gì? V. V gì nữa? Muốn xuất cái tên thì gì? Nó là gì? Title đúng không? Và sau này là một cái BR cho nó xuống hàng. Tiếp theo ở đây là phí, học phí xuống hàng luôn. Chúng ta cùng xem kết quả nhé. Để đây dễ phân biệt thì tôi sẽ cho hai cái gạch này để nó sẽ biết là đây là hai thông tin con của từng cái khóa học một chạy. Giờ khóa học frontend thì cũng có hai thông tin này. Những cái phép toán duyệt những cái mảng đa chiều phức tạp hơn thì chúng ta cùng đi vào cái ứng dụng sau đây. Cái ứng dụng tôi tạo ra ở đây là một cái ứng dụng để hiển thị danh sách cái giáo viên và sinh viên của khoa toán Đại học Khoa học Huế. Đây, như các bạn nhìn thấy ở đây thì cũng có hai phần đúng không? Phần đầu tiên là student, phần thứ hai là teacher. Trong mỗi phần như thế này cũng có mỗi cái dòng, mỗi dòng lớn. Trong dòng lớn nó cũng có thông tin mã sinh viên, tên, ngày sinh, giới tính. Đây là những thông tin của một cái sinh viên. Như nào, dưới đây tương tự. Và phần teacher nó cũng tương tự như thế, là có mã giáo viên, tên, ngày sinh, giới tính. Như nào. Và đây là cái giao diện chúng ta cần phải hiển thị lên. Và cái data của chúng ta thì nó đang nằm ở một cái mảng như sau. Cái mảng có tên là school. Đấy. Trong mảng này cũng có hai phần tử lớn là phần tử student và phần tử teacher. Trong phần tử student này là một cái mảng gồm có rất là nhiều mảng con, với mỗi mảng con là mỗi cái thông tin của mỗi cái học viên. Đây gồm có mã sinh viên là key, có tên, có ngày sinh, có giới tính. Đấy, như nào, giáo viên cũng tương tự. Cái phần giao diện chúng ta đã tạo rồi, nó là những cái giao diện tỉnh thôi, chưa có cái việc đổi dữ liệu từ trên cái mảng này xuống. Và sau đây chúng ta sẽ đổ dữ liệu từ cái mảng này vào cái phần giao diện HTML ở phía bên dưới. Chúng ta cùng quan sát như sau. Để ý ở đây là có phần student ở phần teacher. Thì hai phần này là chính là cái gì? Hai phần này chính là hai cái key. Đấy, hai key của cái phần từ cấp 1 chúng ta. Đây là hai key của chúng ta đúng không? Đây key student và key teacher. Chúng ta cầm chuẩn đây. Và đây là từng phần tử trong cái mảng này đúng không? Đấy. Thì chúng ta cần phải làm công việc cái gì? Chúng ta cần phải duyệt qua từng phần tử này, trong phần tử to thứ nhất và phần tử to thứ hai. Phần tử thứ nhất mình lấy key ra, phần tử thứ hai mình cũng in key ra, và trong mỗi phần tử này chúng ta chạy vòng lặp tiếp để xuất ra từng cái học viên và từng cái thông tin của giáo viên ra. Đúng không? Chúng ta cùng tiến hành cái việc vòng lặp. Thì lập chúng ta sẽ bắt đầu lập từ đâu? Đấy, lập từ đây đúng không? Đây chỉ là cái mẫu lập này. Đây chính là mẫu lập. Đầu tiên là sinh viên, sau này là giáo viên, đúng không? Đây là chỉ là một cái mẫu. Rồi, nghe nào. Void gì? Void cái mảng school. E. K. Đó là V. Đó. Và chúng ta sẽ tạm thời copy toàn bộ cái thằng này vào trong này. Đấy, toàn bộ thằng này vào. Toàn bộ vào. Phần dưới này chúng ta sẽ xóa đi. Nào, copy vào. Đó. Giờ chúng ta chạy nhá. Chạy, nó thì nó sẽ ra hai thằng student đúng không? Vì cái mảng này nó gồm có hai phần tử chính lớn
đây hai phân tử lớn này, thì nó sẽ xuất, nó chạy hai vòng và nó xuất ra, đúng không? Chúng ta sẽ quay lại ở đây phần giao diện. Thì khi nó chạy vòng lặp thì chúng ta muốn in ra cái thằng student hoặc là teacher đấy, thì đấy là cái gì? Đấy là cái key, đúng không? Chúng ta sẽ cho vào đây key, echo key như nào, echo key đấy, student teacher, đúng chưa? Nhưng mà giá trị ở trong này nó chưa đúng đấy, vì những cái vòng lặp trong này mình chưa có nhồi dữ liệu vào đấy, ở đây chỉ là một cái khối cứng thôi, đúng không? Thì giờ cái phần này chúng ta phải để ý luôn là cái phần lặp chúng ta là gì, lặp là lặp cái khối này thôi, đúng không? Đấy, đây là cái khối chúng ta cần lặp, còn dưới này thì chúng ta chỉ có lặp đi lặp lại nó mới xuất hiện ra thôi, còn cái mẫu chúng ta chỉ cần một cái mẫu như thế này. Thì giờ đây thì tôi sẽ xóa hai thằng đi và chỉ cần để lại một mẫu. Đấy, ok, nó ra hai thằng. Thì giờ trong cái thằng này chúng ta sẽ thực hiện cái việc lặp tiếp. Lặp tiếp. Đây là hai vòng lặp lồng nhau, đúng không nào? Với cái vòng lặp này thì chúng ta sẽ lặp cái gì? Lặp cái V, đúng không? Giờ hiện tại chúng ta có cái V là một cái mảng, đúng không nào? Lặp cái V. Copy này vào đây trước. Hết lỗi nhé, không có lỗi nhé. Lặp cái V. Đây, mảng V chúng ta là gồm có những cái thằng này, đúng không? Đây là những cái V. Đây là cái mảng V chúng ta này. Và trong này là từng cái phần tử của cái mảng V của chúng ta, đúng không? Bây giờ chúng ta cần phải viết như thế nào? Thì trong V này thì nó sẽ có nhiều thằng. Thì tôi đặt ở đây là V1 đi. V1, đây là V to và đây là V1 và V nhỏ hơn một cấp. Dạ. Yeah. Thằng V1 đây là đại diện cho thằng nào? Với mỗi thằng V1 là chính là mỗi cái thằng này, đúng không? Mỗi thằng V1 là chính là đại diện mỗi cái thằng này. Đấy, chúng ta cùng xem nhé. Chạy. Đấy, các bạn thấy chưa? V1 này. Comment thằng dưới lại. Thì đây ở chúng ta thấy là trong thằng V1 này, trong thằng V có rất là nhiều thằng V1. Đây thằng V1 thứ nhất, thằng V1 thứ hai, thằng V1 thứ ba, đúng không? Thì có 3 phân tử thằng nó đã duyệt đến đây. Đấy. Và thằng V1 chúng ta bây giờ nó đang là một cái mảng. Và giờ muốn đi vào từng phân tử của mảng thì chúng ta cần phải truy xuất vào cái key của nó. Đúng không nào? Đấy, thì chúng ta sẽ bỏ thằng này đi. Bỏ đi. Và phía bên này thì chúng ta sẽ làm công việc gì? Đổ dữ liệu vào. Đấy, đổ dữ liệu. Nhưng mà sinh viên, mà sinh viên là cái key, đúng không? Cái key thì bây giờ chúng ta phải có một thằng K1 ở đây để lấy key ra. Thằng K1 nó sẽ lấy được cái thằng này. Đấy, thằng V1 là cả cái mảng này, đúng không? Echo K1. Đấy. Và thằng tên này là chính thằng name của V1, đúng không? Đấy, name. Đây, name này, birth again đây. Cái này các bạn phải để ý nhé. Cái mạng này không hiểu cấu trúc là không xuất được đâu. Echo cái gì? V1 một xuất ra tên thì V1 name. Đấy, rất đơn giản thôi. Tư duy về mảng rất là quan trọng.
Plus. V1. Again. Đấy, chúng ta cùng ra để chạy cái ứng dụng. Đấy. Chúng ta thấy chưa? Thì bây giờ nó đã lột ra tất cả những thông tin của cái mạng school của chúng ta. Đấy. Và lột ra được cho chúng ta như thế này. Đây là sinh viên, đây là giáo viên. Đúng không? Có 3 sinh viên. Bây giờ ví dụ tôi muốn thêm một sinh viên nữa đi. Thêm một sinh viên. Sinh viên này có mã là SV04. Có mã SV04. Có tên là Khánh Linh. 1994. Ví dụ thôi. Chạy nhá. Đấy, nó lột ra một tên nữa đó. Ví dụ phần tiết trời giờ này chúng ta cần phải thêm một tên hoặc là nhiều tên nữa thì nó cũng xuất dữ liệu ra bình thường thôi. Và các bạn, cái quan trọng nhất ở trong cái ví dụ này là các bạn cần phải biết được cách duyệt vòng đầu tiên ấy, K, V. Đấy, K này là key này. Key ở đây là có gì? Có student hoặc là teacher. Và V này là một cái mảng, đúng không? Cái mảng này là gồm có rất là nhiều của sinh viên. Đấy, cái mảng cũng có rất nhiều sinh viên. Và trong mỗi cái mảng này muốn xuất từng sinh viên một thì chúng ta cần phải thực hiện tiếp cái vòng lặp con của nó. Vòng lặp con thì nó sẽ lấy cái đô la V này làm cái mảng để lặp. Đấy chưa? Và đây chỉ là một từng phần tử của cái thằng V nhá, chứ không phải là của thằng school. Đúng không nào? Của thằng V. Và cứ thế xuất dữ liệu thôi. Đây, K1 là key. Đấy, thì viết như thế này. Còn sau này cái những cái V1 là V1 name là cái tên của từng phần tử trong cái mảng V này, đúng không? Từng cái thông tin của trong cái mảng V để chúng ta xuất như trên. Đấy. Cái việc xuất mạng này rất là quan trọng thì các bạn cần phải nắm chắc. Đấy. Lấy thông tin gì nằm ký ở đâu hoặc value như này thì các bạn cần phải nắm chắc trong đầu. Thì cái đấy chúng ta mới phát triển ứng dụng một cách là dễ dàng được. Đấy. Và sau đây thì một số bài tập mà các bạn cần phải làm ở cái phần duyệt mạng này. Cái bài tập của chúng ta, bài tập thứ nhất là xây dựng giao diện và duyệt mạng quản lý tin tức và hiển thị thông tin về phía người dùng. Đấy, thì hôm trước tôi đã có một bài tập là viết cái mạng để quản lý tin tức và sản phẩm, đúng không? Các bạn đã tạo mạng rồi. Thì giờ ở trong bài tập này thì các bạn load cái dữ liệu trên mạng đấy, cho vào phần phần tử HTML để xuất ra phía người dùng. Hẹn các bạn ở những nội dung tiếp theo học.